Cuộc sống bí bách bao năm. Chả biết làm cái gì để ra tiền cả. Không thể thoát nghèo được. Xem đói nghèo là nỗi sợ để thoát nghèo. Quyết định làm cái này, dù hiệu quả không hiệu quả cũng phải làm thử xem. Phải cứu lấy mình và phải tự biết lấy cái cách làm sao để cho chính mình thoát nghèo. Thay đổi tư duy để thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị, thời gian qua thì công tác giảm nghèo của cả nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, được quốc tế đánh giá là điểm sáng. Tuy số lượng hộ nghèo giảm đã là niềm vui rồi, thế nhưng làm sao để tạo sinh kế bền vững, không tái nghèo mới là mục tiêu cuối cùng. Dĩ nhiên đây không phải là việc dễ, không phải cứ có tiền là đủ, bởi việc giúp hộ nghèo là việc trao cần câu, chứ không nên chỉ cho con cá. Chuồng đấy là chuồng của con dê của trên đây thôi, từng ngày là chết thôi. Kiểu như là viên da cả thân, là cái mồm đó, với lại lông móng. Nhận được dê từ chính sách hỗ trợ thoát nghèo vùng biên, chỉ vài ngày sau là không còn con nào. Dấu hiệu nhận biết bản này từng nuôi dê là nhà nào cũng có cái chuồng trống trơn. Dê chết, tiếc chuồng, nhiều hộ đã tự chuyển đổi sang vật nuôi khác. Chứa thì mà hơi khó. Thú y là có thuốc nhưng mà về không đạt hiệu quả gì cả, là tại cái này là tại con dê, cũng không phải là tại cái thuốc của thú y đâu. Nuôi dê có phù hợp với địa lý và khí hậu nơi đây hay không thì chưa tính đến, bởi dự án hỗ trợ thì người dân cứ thế nhận nuôi. Hệ quả là thay vì thoát nghèo thì cuộc sống vẫn luẩn quẩn trong vòng khó khăn. Vật nuôi không mang lại sự đổi thay thì bà con lại hy vọng vào cây trồng. Kỳ vọng lớn nhưng rồi đâu lại vào đấy. Trồng được 10 năm mà nó không phát triển, nó không lớn, cứ từng tầm này thôi ạ. Cho nên trồng xoan rồi mình không thể làm cái gì được nữa. Nếu mà phá đi thì mình cũng tiếc, vì công sức mình trồng lâu rồi. Dù chán nản với cây xoan, nhưng với mục tiêu phủ xanh đồi trọc và thoát nghèo nên bà con không dám chặt bỏ. 11 năm trước, được nhận hỗ trợ 10kg gạo cho một nhân khẩu, cây giống được cấp miễn phí. Vì lẽ đó mà gia đình ông Mồn đã huy động hết người thân trong gia đình để trồng 4 hectare rừng xoan trong gần 1 tháng, với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất ông cha từng khai phá. Chính họ muốn cho giàu nhưng mà không giàu được, giàu thế nào được. Không bán được mà không có tiền, thế nào mà giàu được. Cây này sâu ăn hết rồi đây này, có lớn nào gì đâu. Này, trồng được hơn 10 năm rồi đấy, cây mới bằng này thôi. Thì phá củi thôi. Cây đây này thì nó bị sâu thì thành một cây lỗ này. Với lại cái này là cái ngọn của nó nhá. Còn cái thân gốc của nó là đây. Nó bị chết hết thì cho nên là bọn tôi thì không biết làm sao cả. Cái này phải phá để làm củi thôi. Vâng, việc triển khai thực hiện các dự án cần xác định vùng miền hợp lý, phải xác định là nuôi con gì, trồng cây gì để phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu cũng như là tập quán canh tác của bà con. Và trong khi đợi chờ việc cầm tay chỉ việc thì nhiều hộ gia đình cũng đã tự tìm cho mình những giải pháp để thoát nghèo cho chính mình. Hiệu quả đến đâu thì chưa rõ, thế nhưng với sự nỗ lực của bà con thì những thành công bước đầu đã được ghi nhận. Vượt qua quãng đường rừng hơn 1 giờ đi bộ, gùi theo những cây giống mới để trồng thử nghiệm. Mỗi cây được trồng xuống là gieo thêm hy vọng. Ruộng ngô thất thu nay được thay thế bằng màu xanh của cây gai. Cái này chỉ có chặt xong là nó tự lên thôi. Cái này thì nó cái tuổi thọ của nó là sống 10 năm đến 15 năm, không phải trồng. Từ lúc trồng đến khi thu lấy sợi là gần 2 tháng. Theo dự tính, giá 1kg vỏ khô như này sẽ được 40.000. Đây là vụ đầu tiên và gia đình anh Tiến là gia đình trồng thử nghiệm. Hiệu quả như thế nào thì cũng chưa rõ. Cũng hơi lo một chút nhưng mà không biết làm sao, cũng phải làm, muốn làm gương cho tất cả bà con nhân dân xã Mường Chanh. Tôi thì quyết định làm cái này, dù hiệu quả không hiệu quả cũng phải làm thử xem. Thì giờ có cây trồng nào mang lại hiệu quả tốt đâu thì vợ chồng tôi cũng liều xem. Nếu được thì kinh tế gia đình sẽ tốt hơn, con cái có tiền để xuống xuôi học hành. Vận chuyển đến nhà máy tiêu thụ xa,
nên gia đình hiện vẫn còn lưu lại chờ vụ sau sẽ bán nốt. Và hôm nay, gia đình chị Thịch có tin vui vì đã có công ty ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Chuyện ở cái huyện nghèo biên giới này, việc tìm được nhà máy đầu tư nguyên liệu và hướng dẫn kỹ thuật canh tác là không hề dễ dàng. Tự mày mò, mang giống từ Lào về, rồi chiết ra trồng dần. Sau 5 năm, nay vườn cam đã cho thu hoạch. Niềm vui chưa tỏ, thì nỗi lo đã tới. Các lá, cả quả cũng bị nám, mình chưa biết là lấy thuốc gì mà chưa được cả nám nè. Mô hình sản xuất của người dân mới chỉ dừng lại ở tự phát. Mùa vụ đã đến, tuy nhiên thành quả vẫn chưa ngọt ngào như mong đợi. Thưa quý vị, theo kết quả báo cáo mới đây thì các mục tiêu giảm nghèo do Quốc hội và Chính phủ đề ra về cơ bản đã hoàn thành. Tỷ lệ giảm nghèo chung của cả nước, tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỷ lệ giảm hộ nghèo là người dân tộc đều đã đạt mục tiêu đề ra. Ví dụ như năm 2016 thì tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn ở các huyện nghèo là trên 40%, có những địa bàn là từ 50 đến 70%. Thế nhưng đến cuối năm 2021 dự kiến sẽ xuống dưới 25%. Và để tỷ lệ này đến năm 2030 giảm xuống dưới 5% thì phải cần những giải pháp sát sườn và kịp thời. Trong đó rất cần những thay đổi tích cực hơn về cơ chế, về chính sách để giúp người dân vùng sâu, vùng xa phát triển kinh tế bền vững. Phát huy xóa đói giảm nghèo bằng cái hình thức nó linh hoạt giữa trồng trọt và giữa chăn nuôi và kết hợp ở nhiều cái hình thức chứ không nên thụ động phụ thuộc vào một hình thức nhất định. Người xây dựng được cái bản đồ thổ nhưỡng cho các đối tượng đất lâm nghiệp, nông lâm nghiệp, xác định các loài cây trồng rừng gỗ lớn và các loài cây lâm nghiệp trồng rừng tập trung và dưới tán rừng như cây vầu, cây luồng, rồi cây đào, cây mận và các loài cây dược liệu khác. Mở các lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ cho bà con để bà con có kỹ thuật nuôi trồng những cái mô hình, đồng thời giới thiệu những cái công ty, những cái mạnh thường quân có thể hỗ trợ được các nguồn vốn để cho bà con có thể vay. Thay vì chấp nhận cuộc sống khó khăn, chấp nhận cái đói, cái nghèo bủa vây, thì nhiều hộ dân tại huyện Quan Sơn của tỉnh Thanh Hóa đã quyết tâm vượt khó, mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nếu như năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của huyện chiếm hơn 40% dân số, thì đến nay, con số này đã giảm xuống còn dưới 5% mà thôi. Một sự chuyển dịch nhanh và bền vững. Nhờ đó mà nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình. Từ một chiếc bể nhỏ với vài con cá tầm được nuôi thí điểm, sau hơn một năm, anh Thanh đã phát triển mô hình nuôi cá với hàng nghìn con. Dù giai đoạn đầu anh gặp không ít khó khăn. Cái ngày đầu tiên ấy, về thì nó chết nhiều lắm, cứ khoảng 2-3 ngày nó lại chết một vài con. Nhưng mà đến cái lứa thứ hai này thì gia đình của em đã khắc phục được rồi. Cái tỷ lệ sống của nó khoảng độ trên 98% và cái tốc độ sinh trưởng của nó là vượt trội so với ở nơi khác rất là nhiều. Khó khăn cả đầu vào lẫn đầu ra, thế nhưng vừa làm vừa học hỏi, anh tận dụng hệ thống nước suối đầu nguồn để cải tạo bể nuôi. Đến nay trang trại của anh mỗi năm thu về hàng tỷ đồng. Và anh cũng là người đầu tiên tại đây phát triển thành công mô hình nuôi cá tầm. Mời thêm chuyên gia về để người ta kiểm tra lại cái nguồn nước và môi trường làm sao thích nghi với con cá này để nhân rộng ra trên địa bàn. Không bỏ cuộc sau mỗi lần thất bại, mạnh dạn đầu tư với mong muốn làm giàu trên chính quê hương. Sau nhiều năm nỗ lực, anh thanh niên này có trong tay một trang trại chăn nuôi tổng hợp các loại gia súc gia cầm. Tạo công ăn việc làm cho chính tôi và gia đình và từ đó thì sẽ có nguồn thu nhập và sẽ vươn lên thoát nghèo. Muốn là người đi đầu địa phương để khi đó thì cũng tạo nguồn cảm hứng cho các đoàn viên thanh niên khác để cùng nhau mà phát triển kinh tế đấy. Không chỉ chăn nuôi mà trồng trọt cũng là mô hình được địa phương này nhân rộng. Rất nhiều gia đình đã tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế nhờ nguồn nguyên liệu sẵn có từ cây vầu và cây luồng. Gia đình ươm cái giống là để cung cấp cho bà con. Nếu hắn sinh trưởng và là phát triển tốt, hắn thành cây á, thì khoảng 70 triệu hecta. 2-3 năm là bà con đã thu hoạch được rồi. Công tác chăm sóc thì đối với cây bầu là không tốn nhiều công sức. Công bỏ ra thì ít, mà lãi thu về thì nhiều. Nên đa số bà con nơi đây đều trồng bầu, trồng luồng. Đây được coi là cây mũi nhọn của địa phương. Hiện huyện Quan Sơn đang có khoảng 42.000 hecta bầu và hơn 13.000 hecta luồng. Tuy nhiên con số này vẫn chưa dừng lại tại đó mà sẽ còn tiếp tục nhân rộng. Vầu với cây luồng là mệnh danh là cây vàng xanh của Quan Sơn.
Về cây này là phá đói giảm nghèo, mang lại đời sống ấm no cho bà con nhân dân. Dám nghĩ dám làm, nhiều nông dân tại đây đang dần thay đổi cuộc sống, biến thách thức thành cơ hội để đổi đời. Thưa quý vị, rõ ràng thoát nghèo có thể là tính thời điểm, thế nhưng mà thoát nghèo bền vững thì chắc chắn phải là một quá trình. Trong quá trình ấy sẽ cần nhiều yếu tố khác nhau, và một trong những yếu tố quan trọng đó chính là tính chủ động của ít nhất ba bên: chính quyền địa phương, của những chuyên gia tư vấn về nông nghiệp, nuôi con gì, trồng cây gì, và tính chủ động thứ ba thuộc về những người dân ở chính những địa phương muốn thoát nghèo đó. Bởi vì chỉ có chính người dân mới có thể biết được rằng là tại địa phương của mình với vấn đề thổ nhưỡng, thời tiết, khí hậu như thế thì mình có thể nuôi con gì, trồng cây gì để tiến tới gần nhất mục tiêu thoát nghèo của chính gia đình mình và địa phương mình.